Xin chào quý vị và các bạn. Nhờ những cơn mưa xuất hiện trong đêm qua nên sáng nay tiết trời ở Bắc Bộ khá là mát mẻ và dễ chịu. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực cao 5.000m còn hoạt động mạnh nên mưa sẽ vẫn còn lặp lại ở các tỉnh miền Bắc trong chiều tối và đêm nay. Riêng khu vực vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc khả năng vẫn có mưa vừa mưa to, nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn liên tiếp dồn dập có khả năng gây ra tình trạng sạt lở đất hết sức nguy hiểm, nhất là tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, nên người dân cần chủ động đề phòng để đảm bảo an toàn. Sáng và trưa nay, miền Bắc tạm giảm mưa, trời có nắng nhưng cường độ không mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày trên toàn miền Bắc sẽ phổ biến trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Từ ngày 5 tháng 7, mưa giảm và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần. Đến ngày 6 tháng 7, với vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng và phát triển trở lại sẽ gây ra nắng nóng quay trở lại khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Giải mây dông ở phía Bắc dịch xuống cũng đã ảnh hưởng gây mưa cho khu vực Bắc Trung Bộ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Sang hôm nay, mưa vẫn sẽ tiếp diễn ở khu vực này nên nắng nóng tạm thời gián đoạn với mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động ở khoảng từ 33 cho tới 35 độ, có nơi cao hơn. Đối với khu vực Trung Trung Bộ là nơi có thời tiết ít biến động nhất ở khu vực miền Trung. Trời phổ biến ít mưa và có nắng nóng nhưng mức độ cũng bớt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35 cho tới 38 độ. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, thời tiết khá dễ chịu, trời nhiều mây và xen kẽ có nắng gián đoạn. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm nay, ở khu vực này xuất hiện mưa dông diện rải rác, đề phòng trong cơn dông có lốc, sét và gió giật mạnh. Với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều và tối nay, tại hai khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi. Cục bộ vẫn có những điểm mưa to từ 20 cho tới 30mm. Trong cơn mưa dông mạnh kèm lốc sét và gió giật nguy hiểm nên người dân cần chú ý đề phòng. Nền nhiệt cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng mát mẻ từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn trong ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin trên biển, trên toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, làm cho tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm đến các hoạt động hàng hải của ngư dân đánh bắt cá. Ở vùng biển phía Bắc Biển Đông thịnh hành hướng gió Nam cấp 5, trong khi đó trường gió hoạt động ở vùng biển phía Nam có hướng gió Tây Nam từ cấp 4 đến cấp 5. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.